quý khách máy bay của chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài, thủ đô Hà Nội. Bây giờ là 9:45 sáng, nhiệt độ bên ngoài là 19 độ C. Quý khách vui lòng ngồi yên tại chỗ với dây an toàn được cài chặt cho đến khi máy bay dừng lại hẳn và đèn hiệu cài dây an toàn đã tắt. Quý khách không được mở cửa máy bay khi không có yêu cầu của tiếp viên. Khi mở ngăn hành lý, quý khách lưu ý tránh làm rơi và bỏ quên các hành lý bên trong. Thay mặt cho hãng hàng không quốc gia Việt Nam, thành viên liên minh hàng không SkyTeam, cơ trưởng Jakarta và phi hành đoàn xin chân thành cảm ơn quý khách đã bay cùng hãng hàng không quốc gia Việt Nam và ước mong sẽ thông báo tiếp quý khách trên chuyến bay tới. Xin cảm ơn.